Hello guys, welcome back to preparation for high school finals. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với phần đề phonetics. Mà phần này phần thứ tư mà thầy đã dạy, tức là đã được 3 phần hôm trước rồi. Phần này phần thứ tư, tức là phần trọng âm, accent. Đó, accent, âm nhấn, stress. Thì các bạn thấy rõ đó là âm nhấn stress. Thì khi các bạn đọc từ điển, các bạn tra từ điển trên smartphone hay là trên cái từ điển giấy, thì các bạn sẽ thấy cái dấu này nó đặt phía trên cái syllable, tức là cái âm tiết được nhấn. Đó gọi là accent. For example, identification. Identification. Vậy âm nhấn ở trong này nó sẽ hiện ở đâu? Đó, đuôi ation được nhấn đặt trước nó, hay nói cách khác là được nhấn chính nó. Ation thì vậy, nhấn cái âm của nào? Đó là âm gì? K. Đấy, âm nhấn của nó đó là K. Đây được gọi là dấu stress. Đó. Vậy khi đọc thì khi âm nhấn, tại sao âm nhấn? Tức là nó rõ âm hơn. Nó rõ âm hơn. Đó, identification. Identification. Thì các bạn sẽ thấy đó là tại sao âm nhấn. Âm nhấn là cực kỳ quan trọng trong tiếng Anh. Tức là làm gọi là cái khi chúng ta nhiều khi chúng ta nghe nhanh quá không rõ. Nhưng trong một cái từ nó có một cái âm nhấn như vậy, các bạn sẽ thấy và nghe hiểu hơn nếu như các bạn quen thuộc với nó. Đó, identification. Đó là nếu như thầy đọc nhanh một chút. Đó, thì đuôi ation, chú ý đó là đuôi sần, ấy. Đó, ation nó chính trước chính nó thì là đây. Thì là đây gọi là dấu stress để làm cho cái âm nó rõ hơn, dài hơn. Ok, now, one syllable, một âm tiết, one syllable. Đó, syllable được gọi là âm tiết. Vậy, hiểu một cách đơn giản thì là chỉ có một âm các bạn được nghe rõ. Ví dụ như mop, mop, lau nhà, cách cái để lau nhà hay hành động đó là lau nhà. Lip, sleep, sit. Đó là những cái mà các bạn đã thường gặp trong cuộc sống. Lau nhà, chùi nhà, sống, ngủ, ngồi. Đó là chỗ ngồi ha. Vậy thì dấu stress nó được đặt ở đâu? Đặt ở chính cái từ đó. Thì cái này thì thầy chỉ giải thích tại sao có syllable. One syllable tức là một âm các bạn nghe ha. Đó. Mop. Còn dấu stress được đặt chính nó, trước nó. Vậy đặt ở đâu? Đó là đây. Đó, mop. Mop. Bây giờ chúng ta sang cái phần đó là phần thứ hai, đó là two syllables. Two syllables, cái phần này thì cực kỳ là dễ nhớ, nhưng có một số cái nếu như đề ra nó giống nhau giữa động từ và danh từ không phân biệt thì chúng ta sẽ khó để nhấn stress. Bây giờ now, danh từ và tính từ. Vậy âm nhấn đa phần được đặt ở âm đầu. Vậy âm đầu tức là gì? Cái syllable đầu tiên. Đó, một, hai, ví dụ đó. Đó, ví dụ như đây, one đó là happy. Happy. Follow. Follow. Sorrow. Table. Content, constant. Đó là âm đầu. Đây gọi là âm đầu. Một âm tiết, một, hai. Đó, một, hai. Đó là gọi là âm tiết. Vậy, happy, follow, sorrow, table, content, constant. Đó, để được nhấn âm đầu thì khi được nhấn thì nó sẽ rõ ràng hơn. Còn những cái trường hợp ngoại lệ, các bạn chú ý, đó là canal, canal, kênh đào,
machine, máy móc, mistake, lỗi. Desire, police, cement là xi măng. Lament, lời than vãn. Polite, lịch sự, đó là tính từ. Correct, đúng, chính xác. Hai từ này giống nhau, giống nghĩa nhau. Exact, đó, chính xác, đúng. Đó là một số gọi là trường hợp ngoại lệ. Còn ở động từ verbs, đó, âm nhấn đa phần nó lại được đặt ở âm thứ hai. Example, enjoy không có enjoy, nếu như chúng ta đọc enjoy nó không có, mà enjoy, destroy, đó, enjoy tức là tận hưởng, thích thú, đó, thích này, tận hưởng. Ví dụ enjoy your life, destroy phá hủy, attract thu hút, hấp dẫn. Đó, về với vấn đề du lịch hay là một con hàng nào đó, attract các bạn ha. Đó, người ta gọi attract. Maintain, allow, accept. Đó, duy trì. Đó, maintain, duy trì. Allow, đó, những cái âm nhấn này thầy đã nhấn cho các bạn rồi ha. Allow, đấy, những cái này được gọi là động từ. Còn trường hợp ngoại lệ kết thúc bằng er hay là ize hay là ise hoặc là en thì âm nhấn được đặt ở âm đầu. For example, enter, đó, enter không phải enter. Nhưng ngoại trừ đó là prefer. Một số cái ngoại lệ đó là prefer được nhấn theo quy tắc ở nhấn âm 2. Đó là một số cái động từ đuôi er. Prefer, refer, đó, được nhấn âm 2. Realize. Promise. À, thì nó thường là gì? Đặt âm đầu, promise. Practice. Thì các bạn thấy là practice cũng giống gì? Practice. Chữ này và chữ này mặc dù có sự khác biệt về cuối nhưng nó được phát âm như nhau. Ở đây là anh, còn đây là anh Mỹ. Nhưng mà đều phát âm như nhau. Practice. Listen. Threaten. Widen. Widen đó là mở rộng. Nó được xuất phát từ những cái threaten. Threat. Widen. Nó từ tính từ wide, rộng. Thì các bạn sẽ thấy đó là nó được xây dựng từ những động từ hay là tính từ thêm đuôi in để trở thành động từ. Đó là các bạn đã một số cái các bạn chú ý cho thầy. Và động từ và danh từ giống nhau. Cái này hơi phức tạp. Nếu như đề thi của chúng ta rơi vào cái trường hợp này thì cực kỳ là các bạn sẽ khó nhận diện. Mà thầy hy vọng là đề không ra cái kiểu mà không phân biệt rõ giữa danh từ và động từ. Bởi vì động từ nhấn âm 2 mà danh từ nhấn âm đầu thì nó sự đối lập. Ví dụ như âm nhấn được đặt ở âm tiết đầu đối với danh từ và âm 2 đối với gì? Động từ. Ví dụ nha, ở đây giống nhau nhưng ở bên động từ và bên danh từ nó phát âm khác biệt. Report,
report hay là report, 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 đó là sự khác biệt. Và các bạn chú ý, import, import, conflict, 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 export, export. Đó là những cái là giống nhau, từ giống nhau nhưng âm nhấn lại khác nhau. À, động từ âm thứ hai, danh từ âm đầu. À, nếu như bài thi ra dạng này thì chúng ta cực kỳ là khó. Thầy ví dụ nhé. À, ví dụ ở đây thầy cho một cái ví dụ nhé. A là cả hai, nếu như không có một cái gọi là để xác định nó là động từ hay là danh từ thì nó sẽ có đạt được hai âm nhấn. Ví dụ chữ này đúng không, báo cáo, thì nếu như danh từ đó là report, còn nếu như động từ là report. Cứ này cũng vậy. À, conflict hay là conflict, còn chỉ cái này động từ nó là khác biệt bởi vì đuôi er, cho nên nó được luôn luôn nhấn âm âm đầu. Đó là enter, courage, courage. Ừ. Vậy thì không có câu trả lời ở câu này, chúng ta không tìm thấy thấy câu trả lời. Nếu như danh từ cả thì cái này là động từ bất biến rồi, 1 2 3, nếu như động từ abc, à abd là danh từ hết, thầy à ab đều nhấn âm đầu. Report, conflict, enter, courage thì không có câu trả lời. Nếu như a và b là động từ thì report, conflict thì câu này cũng không có câu trả lời. Một nửa là nhấn âm 2 và nửa còn lại nhấn âm 1. À, bây giờ thầy giải thích và lấy lược một số cái đề thi để các bạn thấy rõ khi các bạn làm bài. Ví dụ đây, à, cái này có thể là dễ. Đa phần đây là động từ. Thì nếu như áp dụng quy tắc vừa rồi, các bạn cũng nhìn rõ là khác biệt ở đâu. À, nhấn âm 2. Đó. Đều là động từ thì được nhấn âm 2, 2 âm tiết mà. Nhưng có một cái đó là conquer, đuôi er, nó được nhấn âm đầu. Cho nên câu đó là, đáp án của chúng ta đó là âm nào? Đấy, sự khác biệt đây là C, conquer. Đó, hai âm tiết er, đa phần được nhấn âm đầu. Còn một số cái ngoại lệ thì các bạn đó prefer, đúng không? Refer, contain, conceal, conquer, conserve. Đó. À, ví dụ đầu tiên để các bạn chú ý. Ví dụ thứ hai, ở đây nếu các bạn nhận ra thì có một danh từ ở trong bốn từ này. Vậy chữ nào là danh từ? Đó, ba chữ đầu là động từ, còn chữ cuối cùng đó là danh từ. Vậy áp dụng quy tắc chúng ta đã học, động từ nhấn âm 2, danh từ nhấn âm 1. Vậy thì ở đây chúng ta đọc là gì? Include, achieve, replace, replace và comment, comment. Đó. Nhưng comment đó là danh từ, còn động từ của nó đó là comment. À, nó chỉ khác nhau ở chỗ đó là danh từ cứ T ở cuối, à, nhưng chưa động từ chữ D ở cuối. Comment. À,
đây là comment, còn ở đây comment. Thì câu trả lời của chúng ta đó là đi. À. Một ví dụ nữa cho bạn thấy đó là đây, cái này cũng rất là phức tạp. Vậy đối với những cái này, nó đa phần là vừa danh và cũng là vừa động. Còn chỉ một cái từ đó là danh từ thì các bạn đã quen thuộc, đó là success. Đó, success. Nhưng những cái từ còn lại nó vừa danh vừa động. Vậy ở câu này nó có vài trường hợp xảy ra như thế nào? Nếu tất cả đây là danh từ nouns thì đều nhấn âm đầu. Đó, desist, effect, process, success. Tại sao nó khác nhau vậy? Đuôi ect được nhấn ở chính nó. Còn những cái này, nếu như danh từ cả thì digest thì nhấn âm đầu. Nhưng đối với effect, success thì nó luôn nhấn âm hai. Đó là bất quy tắc ở cái success. Còn đối với câu C, process, thì nó luôn nhấn âm một, dù nó là động từ hay là danh từ, nếu nó không thay đổi. Effect cũng vậy, nó không thay đổi ở danh từ hay động từ. Hai thằng này không bao giờ thay đổi âm nhấn, cho dù nói là danh từ hay là động từ. Ví dụ nếu như động từ ở đây danh từ đúng không, effect, process. À, vậy thì nó một nửa, nếu như mà danh từ cả thì một nửa là gì? Nhấn âm một và một nửa nhấn âm hai. Đó là nhấn âm một đó là A, đó là digest và process. Còn nhấn âm hai đó là effect và success. Vậy câu này nó không có câu trả lời. À, nếu như thằng này là động từ, bởi vì hai thằng này là bất biến rồi, dù là động từ hay là danh từ thì nó là bất biến, đó là effect, process, nó không thay đổi âm nhấn. Cho nên chỉ nó nếu thằng này A là động từ thì nó lại được nhấn âm âm hai. À, digest. Đó. Âm 2 thì 1, 2, 3 nó được nhấn âm 2. Vậy ở đây có một câu trả lời, đó là C, process, được nhấn âm 1. Đó, danh từ nhấn âm, động từ nhấn âm 2. Đó, hai thằng này thì bất biến, thằng này cũng bất biến là nhấn âm 2. Nó là danh từ nhưng nó là ngoại lệ. Vậy câu này, trường hợp này nó đáp án của chúng ta là C, processed. Rồi, tiếp, để hiểu rõ hơn thì thầy làm thêm cho các bạn một số ví dụ nữa. Đấy, A, B, C, D. À, đa phần ở đây nó là động từ, nhưng có một từ vừa động và vừa danh. Nhưng cái từ đó nó không biến đổi, cho dù nó là động từ hay là danh từ thì nó không biến đổi âm nhấn. Đó. Đó, cái từ purchase thì nó luôn âm nhấn âm đầu. Còn những cái thằng này là động từ, nó được nhấn âm hai. Đó là reflect, suggest, contain. Vậy chúng ta cũng nhìn thấy là câu trả lời đó là A. Đó, purchase, reflect, suggest, contain. Và câu trả lời của chúng ta đó là A. Câu thứ năm, theo ví dụ cuối cùng hôm nay, đó là câu năm. Ở đây đều là động từ, nhưng có một động từ được thêm hậu tố.
đó là, các bạn cũng nhìn thấy đó là gì? In. À, nếu như thêm hậu tố in thì âm nhấn không biến đổi. Bởi vì cái từ này nó được gì? Xuất phát từ gì? Được xây dựng từ chữ động từ care. Care thì đây là một âm tiết, care. Một âm tiết thì nó luôn luôn là nhấn âm, âm đầu. Còn đuôi in thêm vào thì nó không có biến đổi âm nhấn. Vì thế nó vẫn nhỉ, nhấn âm đầu tiên. Đó. Đó. Caring, maintain, require, oblige, oblige. Đó. Vì thế chúng ta cũng nhìn thấy đó là A, caring. Và bài học của chúng ta hôm nay đó là từ gọi là chúng ta phân biệt giữa âm tiết. Thứ nhất đó là các bạn phải hiểu rõ đó là syllable là cái gì. Đó, syllable chỉ là một âm. Đó, như mop, lip. Còn những hai âm tiết như happy, đó là hai âm tiết. Chúng ta nghe hai rõ hai âm đó là happy. Đó, đó, đó là phân biệt âm tiết. Và hôm nay bài của chúng ta chỉ dừng đến âm tiết thứ hai. Còn âm tiết thứ ba nó dài hơn và nhiều cái chúng ta phải nhớ hơn. Cho nên thầy để mà tiết sau chúng ta sẽ học về vấn đề ba âm tiết trở lên. Cái đó thì đa phần trong bài thi. Còn cái phần mà thầy và ít nhưng các bạn cũng phải chú ý đó là giữa danh từ và động từ hai âm tiết giống nhau. Thì khi đó thì chúng ta gặp rắc rối rất lớn. Thôi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Goodbye. Thank you for your watching. See you later. Thank you.